Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên đán đó là thời gian sinh viên quốc tế mong chờ đoàn tụ bên gia đình. Thế nhưng có một số sinh viên quốc tế thì đã lựa chọn ở lại Việt Nam để cảm nhận được không khí Tết cổ truyền Việt Nam. Và đây cũng là cơ hội để các em có thể hiểu hơn về văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam. Sao Phát Lát Vông Sa là một trong số những sinh viên người Lào đang theo học tại Trường Đại học Luật Hà Nội chọn ở lại Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền. Sinh sống và học tập tại Việt Nam cho tới nay đã được 2 năm. Khác với những ngày đầu bỡ ngỡ khi mới sang Việt Nam, giờ đây, Sao Phát, Lát Vông Sa đang hòa nhập với cuộc sống năng động và đa sắc màu văn hóa ở nơi đây. Tết Nguyên đán là một ngày lễ quan trọng trong văn hóa của người Việt Nam. Chính bởi vậy, Sao Phát, Lát Vông Sa đã cùng với những người bạn Lào của mình có ý tưởng tô điểm cho căn phòng tại ký túc xá thêm phần rực rỡ với nhiều đồ trang trí mang đậm sắc màu Tết Việt. Năm nay mình không về Lào, mình quyết định ở lại để đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Mình rất hào hứng và chuẩn bị các đồ trang trí cùng bạn bè. Mình muốn có căn phòng không khí của Tết Việt Nam. Trong năm mới, mình mong rằng mọi người đón một cái Tết ấm áp, hạnh phúc bên gia đình. Đây là lần đầu tiên của mình trang trí Tết của Việt Nam, là mình cũng là rất là vui. Dịp Tết là khoảng thời gian các bạn sinh viên Lào có nhiều cơ hội gặp gỡ, là thời gian mọi người có những giây phút vui vẻ bên bạn bè. Đón Tết cổ truyền của Việt Nam, nhưng trong lòng các bạn sinh viên vẫn nhớ đến những ngày Tết ở quê nhà. Tết Việt Nam khác với Tết của Lào một tí. Như ở bên Lào thì có trò chơi về cái phong tục, cái té nước và bộ chì cổ tay, mọi người cùng nhau đó ăn món ăn đặc sản của bên Lào là món Lào. Hòa mình vào các hoạt động đón xuân cũng là cách mà Phon Sivor, sinh viên đến từ Campuchia, có thể hiểu thêm về văn hóa của người Việt Nam. Phon Sivor quyết định học ở Việt Nam vì yêu thích nền văn hóa và mong muốn tiếp cận giáo dục Việt Nam. Tết là sẻ chia, là mang đến nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Đó là ý nghĩa của chương trình Xuân Yêu Thương do các bạn sinh viên tổ chức. Cùng mong muốn tốt đẹp đó, Phon Sivor đã tham gia chương trình nhằm chung tay góp sức, chia sẻ và trao yêu thương tới những hoàn cảnh còn gặp khó khăn. Mình sang Việt Nam học để muốn biết ở giữa... thứ nhất là về văn hóa, phong tục ở Việt Nam có khác gì biết so với phong tục ở Campuchia, và điều quan trọng nhất là kiến thức. Thì mình muốn tìm hiểu ở đất nước ở Việt Nam. Sau khi mình tham gia ở chương trình này thì mình cảm thấy hoạt động này có rất là nhiều ý nghĩa để chia sẻ hay có thể là giúp đỡ cho các bạn. Những phần quà ý nghĩa dành cho các bạn sinh viên quốc tế trong dịp Tết cổ truyền cũng đã thể hiện sự sẻ chia, quan tâm đặc biệt của nhà trường dành cho các em. Dù đến từ nhiều đất nước khác nhau, nhưng trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, các em sinh viên như gắn kết nhau hơn, cùng hướng tới một mùa xuân tươi đẹp.